Tiếp tục chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn giữa Bích Phượng và Thu Thủy từ Nhà Việt Nam về chương trình Hè Hội Ngộ vào ngày 21 tháng 5 năm 2016. Kính mời quý vị theo dõi. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5 2016, Nhà Việt Nam sẽ có một chương trình Hè Hội Ngộ lần thứ 3. Và chị Thu Thủy là một trong những người chịu trách nhiệm cho chương trình này. Bích Phượng xin kính chào chị Thu Thủy. Thu Thủy xin kính chào chị Bích Phượng. Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài SBTN Washington DC. Chị Thu Thủy cho Bích Phượng biết chủ đề của buổi Hè Hội Ngộ lần thứ 3 năm nay là gì? Dạ thưa với chị, với tên gọi Hè Hội Ngộ cũng mang được một ý nghĩa là Hè Hội Ngộ với mục đích mong muốn các bạn trẻ sau những ngày học tập mệt mỏi trên ghế nhà trường cũng giống như các bậc phụ huynh, và mùa hè là cũng là dịp để gia đình gặp gỡ với nhau, cho nên mục đích của Hè Hội Ngộ không khác hơn gì là tất cả mọi người gặp gỡ nhau với một mùa hè thật là vui tươi, thoải mái. Và cái vấn đề quan trọng mà Bích Phượng biết là vấn đề tài chính, những cái khó khăn vượt qua như thế nào để chị có thể chị cho vào cửa miễn phí từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dạ, thưa với chị là vào cửa miễn phí từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Tại vì bên cạnh chương trình của Hè Hội Ngộ, đặc biệt từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối thì sẽ có chương trình Dạ Vũ. Với chương trình Dạ Vũ này cũng như đã nói trước, Hè Hội Ngộ, mùa hè thì sẽ là mùa hè vui vẻ. Và trong không khí vui vẻ đó, mục đích của Hè Hội Ngộ nói về hè không thì không đủ. Nhà Việt Nam sau khi trừ tất cả các chi phí đóng góp cho chương trình thì tất cả số tiền còn lại mong rằng sẽ gây được một số tiền để mà ủng hộ cho việc đi diễn hành July 4 của Washington DC giống như mọi năm mà cộng đồng người Việt tại đây đã tham dự. Bên cạnh đó, Nhà Việt Nam cũng muốn dùng một khoản tiền để làm cho chương trình văn hóa lịch sử tinh hoa nước Việt và phát giải thưởng cho các em thi viết tiếng Việt. Cho nên Nhà Việt Nam khi kêu gọi, đây là vào cửa miễn phí, nhưng vẫn kêu gọi quý vị đồng hương, các cơ sở bảo trợ, những mạnh thường quân coi như là đến với chương trình, đóng góp cho chương trình để mà Nhà Việt Nam cũng giống như ngoài cái sự mùa hè ra, vui vẻ ra, Nhà Việt Nam cũng mang một ý nghĩa to lớn là mang lại một cái số tiền để mà thay đổi những cái diễn hành của năm nay, thay đổi cho các em có một cái chương trình văn hóa lịch sử tốt hơn. Và bên cạnh đó thì những cái hoạt động của Nhà Việt Nam bao gồm các em trẻ thì chẳng hạn như cái fashion show năm nay, Nhà Việt Nam đã được sự ủng hộ của một vị mạnh thường quân. Tại vì Nhà Việt Nam muốn khi các em lên sân khấu với những chiếc áo dài đẹp nhất, nhưng mà Nhà Việt Nam sẽ không thể may được cho các em nếu như thiếu sự đóng góp của quý vị. Vậy thì nếu mà phụ huynh muốn xin liên lạc với ai, và chị có thể cho số phone của chị hay là cái website nào để người ta theo dõi? Dạ thưa với chị là Nhà Việt Nam có website là www.vnlac.org, ok, và có số phone là ngoài số phone 703-622-2507 ra có thể gọi cho số 240-401-8698. Và ngoài ra Nhà Việt Nam đã có website, có email, và quý vị cứ vào website của Nhà Việt Nam và email cho Nhà Việt Nam thì quý vị sẽ nhận được những cái thông tin đầy đủ nhất. Dạ. Chị có lời gì gửi nhắn đến tất cả những mạnh thường quân đồng hương và khán giả coi đài để mong chương trình Hội Ngộ 3 sẽ được thành công mỹ mãn? Dạ, chương trình Hè Hội Ngộ 3 kỳ này là tổ chức tại Nova Anadel Campus, thì với một cái số tiền để mà tổ chức được cái chương trình thì giống như đã trình bày với quý vị là con số từ 6.000 cho đến 7.000 đồng. Và Nhà Việt Nam vẫn để vào cửa miễn phí. Lý do là tại Nhà Việt Nam muốn tất cả mọi người cùng tham dự cái chương trình này. Cho nên nếu mà nói về chuyện về tài chính, dĩ nhiên đó là một sự khó khăn của Nhà Việt Nam trong cái vấn đề về tài chính eo hẹp. Nhưng mà Nhà Việt Nam tin tưởng rằng cùng một lúc mọi người nhận ra được cái mục đích chính của chương trình Hè Hội Ngộ là thứ nhất đến tham dự để cùng đóng góp trong chương trình, và lý do thứ hai là cùng chia sẻ với những cái hoạt động văn hóa, những cái hoạt động trong mùa hè với tất cả mọi người. Cho nên Nhà Hiệp Ram hy vọng rằng các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại, tất cả các hội đoàn ủng hộ cho một cái chương trình mà có tất cả mọi người cùng tham dự. Kính chúc Nhà Việt Nam thành công và hy vọng Nhà Việt Nam sẽ còn phát triển ngoài để cho chương trình văn hóa cho các giới trẻ có thể tham gia. Dạ, cảm ơn chị Bích Phượng, và cũng mượn lời của các em trẻ lúc trước là Thu Thủy hy vọng gặp lại tất cả các quý vị vào ngày 21 tây tháng 5 năm 2016 tại Nova Anadel Campus. Kính chào quý vị.
Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn giữa Bích Phượng và Thu Thủy cũng như Natasha và Tường Vi trong chương trình Hè Hội Ngộ 3 sẽ tổ chức vào trường Annandale Campus ngày 21 tháng 5 2016. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những lần phỏng vấn kỳ sau. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.